Để giữ vững danh hiệu đó, cơ quan quân sự huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu thực chất, thúc đẩy cán bộ, nhân viên chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó. Cuối hè, trời vẫn nắng gắt, thời tiết oi nồng, nhưng khuôn viên doanh trại ban chỉ huy quân sự xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm vẫn dịu mát, thoáng đãng vì có nhiều tán cây xanh. Mặc dù mới thành lập chưa được 2 tuần nhưng doanh trại của tiểu đội dân quân thường trực xã đã được sắp xếp đồng bộ, thống nhất, chính quy. Ấn tượng hơn là tác phong chào hỏi, nền nếp đi xin phép, về báo cáo của các chiến sĩ dân quân được thực hiện nghiêm túc. Theo đồng chí Nguyễn Hùng Cường, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Ninh Hiệp, địa phương phát triển mạnh hoạt động kinh doanh sản phẩm may mặc và dịch vụ nên thu hút rất đông lao động, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Do đó, nhiệm vụ khó khăn nhất của địa phương là công tác tuyển quân và xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ. Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phong trào TWT do Ban Chỉ huy quân sự huyện phát động, Ban Chỉ huy quân sự xã thực hiện đột phá vào những việc khó, nhiệm vụ mới như công tác tuyển quân, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nhiệm vụ đột xuất như phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Thành lập được tiểu đội dân quân thường trực của xã là minh chứng hoàn thành việc mới, nhiệm vụ khó của chúng tôi, đồng chí Nguyễn Hùng Cường nhấn mạnh. Những năm qua, xã Ninh Hiệp là một trong những địa phương dẫn đầu huyện Gia Lâm về công tác tuyển quân, huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân. Chia sẻ kinh nghiệm để phong trào TWT lan tỏa, nối dài từ ban chỉ huy quân sự huyện đến từng cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ ở cơ sở, bảo đảm hoạt động nền nếp, hiệu quả, Thượng tá Đặng Trường Sơn, chính trị viên phó kiêm chủ nhiệm chính trị ban chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm cho biết, nội dung cốt lõi, quan trọng nhất là phải phát huy được vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhất là cơ quan quân sự các xã, thị trấn trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động này. Đồng thời, hội đồng thi đua khẩn thưởng ban chỉ huy quân sự huyện phải sâu sát chỉ đạo cơ quan chính trị trong xây dựng kế hoạch, đăng ký giao ước thi đua đến từng tập thể, cá nhân với nội dung, chỉ tiêu cụ thể, sát với nhiệm vụ của đơn vị. Chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Nhờ đó, thời gian qua, phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng, thấm, ngấm đến từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong LLVT huyện Gia Lâm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng cơ quan, đơn vị. Để tạo động lực thúc đẩy cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, phát huy dân chủ, nhất là khâu bình xét, khen thưởng. Tổ thi đua của cơ quan quân sự huyện theo dõi, duy trì chấm điểm quá trình công tác, rèn luyện của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ qua từng đợt, từng phong trào thi đua, từng giai đoạn, tổng hợp, lựa chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc đưa vào danh sách đề nghị khen thưởng, bảo đảm khách quan, công bằng,